chào tất cả các bạn. Áo sơ mi là một item không thể thiếu trong tủ đồ của mọi cô nàng công sở, đặc biệt là vào những ngày hè nóng đực. Làm sao để có một item áo sơ mi sang trọng mà vẫn dễ chịu và thoải mái? Hãy cùng các lan chiếm ngựa những mẫu áo sơ mi công sở sang trọng cho cả quý cô nàng xanh điều dừng tới văn phòng trong mùa hè này nhé. Điều ra nhưng mà vẫn không kém phần lịch sử và sang trọng là những gì một chiếc áo sơ mi cổ cách điều với nơ xinh yêu mang đến cho bạn. Sự kết hợp màu sắc khéo léo của bạn sẽ tạo nên một hình ảnh thật bắt mắt và khiến người khác phải ấn tượng với những màu áo sơ mi gỗ nơ rất được lòng các vẻ đẹp. Thiết kế gỗ nơ làm toát lên một vẻ đẹp độc đáo nữa từ nguyên giả của nàng. Item có tính tận dụng cao và linh hoạt trong cách phối đồ. Nàng có thể thỏa sức mít và mát với nhiều trang phục khác nhau để diện đi làm, đi chơi, đi dạo phố đều rất là phù hợp. Những chiếc áo sơ mi đơn sắc mang đến cho nàng một phong cách sang trọng, thanh lịch và đầy quý phái. Item này rất phù hợp để nàng diện trong môi trường công sở. Nàng chẳng cần biết đồ cầu kỳ, chỉ cần phủ một chiếc chân váy thôi là đã có ngay một outfit vô cùng xinh xắn. Những chiếc áo sơ mi tay dài luôn mang lại cho nàng một phong cách sang trọng, thanh lịch và thời trang. Một chiếc phẩm áo sơ mi công sở vô cùng điều đà, quyến rũ, thiết kế phần cổ, phối ren tạo điểm nhấn giúp cho nàng nổi bật trong mắt người xung quanh. Những cô nàng mảnh bèo chắc hẳn không thể bỏ lỡ những màu áo sơ mi hòa tiệp nhĩ điều đà, chất liệu quán mềm mại, mịn màng giúp nàng nâng tầm đẳng cấp cho ai cũng. Những chiếc phẩm áo sơ mi với những hòa tiệp sáng chạch độc đáo mới lạ giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn, làm toát lên vẻ đẹp sáng chảnh thời thượng quý phái của các nàng. Với bộ sưu tập áo sơ mi xinh xắn như thế này thì nàng có thể thỏa sức sáng tạo với những set đồ mà nàng yêu thích. Để một ngày là một phong cách mới, một diện mạo mới giúp nàng tự tin tỏa sáng, dạo bước xuống phố. Các lan vừa mới chia sẻ và giới thiệu những mẫu áo sơ mi đẹp và đa dạng bằng màu sắc hòa tiện và thiết kế cho các chị em mình thoải mái lựa chọn. Hy vọng các bạn sẽ lựa chọn được cho mình một mẫu áo sơ mi ý để làm mới phong cách thời trang mỗi khi xuất hiện. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.